Xin chào các bạn. Các bạn có thể thấy đây chính là cái khoang trưng bày của Yacht Master. Thì đây là hai chiếc đồng hồ mà chúng tôi đã từng bán trong 2 năm vừa rồi, là Yacht Master vỏ vàng hồng và dây cao su Oyster Flex size 40 và size 35. Sẽ là ở đây là phiên bản full kim. Tuy nhiên là năm nay Rolex đã quyết định chơi một game táo bạo, đó chính là giới thiệu một phiên bản Yacht Master với mã hiệu là 226659. Thì mẫu đồng hồ này là sự kết hợp giữa bộ vỏ vàng trắng, vành bezel từ gốm Cerachrome đen và dây đeo cao su Oyster Flex. Nếu như bộ sưu tập Submariner và GMT được khai sinh vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước, thì Yacht Master lại là một thế hệ đi sau khá là lâu. Thế hệ đầu tiên của Rolex Yacht Master được giới thiệu vào năm 1992 với những cái đặc điểm đặc biệt của một mẫu đồng hồ dành cho thủy thủ. Cái phiên bản Yacht Master 2019 này thì khác biệt lớn nhất so với những phiên bản trước là đường kính lên tới 42mm, so với những phiên bản cũ chỉ có 40mm và thôi các bạn ạ. Có một điểm trừ về mẫu đồng hồ này, đó là Rolex mới chỉ giới thiệu phiên bản vàng trắng với mức giá không phải là rẻ nếu so với những mẫu sport khác. Tất nhiên là trong tương lai thì Rolex cũng có thể sẽ ra mắt những phiên bản vàng Everose hay là Demi Two-Tones vàng với thép. Chiếc đồng hồ mới này được thiết kế với phong cách đơn giản, rất là đơn giản, với sự kết hợp màu sắc thì là trắng và đen, đơn thuần là trắng và đen thôi các bạn ạ. Với những người thích sự đơn giản và thanh lịch thì đây là điểm cộng, nhưng với những người thích có điểm nhấn thì đây lại là một điểm trừ. Đối với tôi thì tôi không thích cái sự phối hợp màu này lắm. Mặt số maxi vẫn được giữ nguyên từ mẫu Yacht Master 40. Còn về bộ máy, tất nhiên những mẫu Rolex mới sẽ được trang bị máy 32XX, và cụ thể hơn với máy của Yacht Master này là 3235, với bộ bánh răng được cải tiến, bộ thoát mới và hộp cót mới. Hy vọng là chúng ta sẽ được review chiếc đồng hồ này sớm trong năm 2019 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.